Hải Nhi xem ai nhặt được nhiều không Hải Nhi? Hi nè. Hải Nhi nhặt nhiều hơn cả Hổ Uy nhá. Nè, Hải Nhi, Hải Nhi. Hải Nhi. Con trai cả đây các bác ạ. 1 2 3. Wow, cái quả này vàng nha. Cơm nó vàng nha. Đẳng cấp. Đa chưa? Nhìn này. Là muốn từ trên xuống dưới luôn á. À đúng rồi. Phải nói là hôm nay một cái mâm cơm mà vô cùng đặc biệt luôn. À, chôm chôm mít tối nữ, sầu riêng măng cụt. Đây là nấm mối Netro các bạn nhé. Hàng này hàng tự nhiên đấy. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Và đặc biệt là không thể thiếu được món gỏi gà măng cụt do siêu đầu bếp. Đấy, Miss Chum là Masterchef. Đấy, đây là món lẩu nấm này. Rồi có quả chôm chôm. Những quả chôm chôm này đều ăn được lẩu luôn nhé các bạn nhé. Anh chị là đặc biệt là chỉ có khách quý này. Đấy, mê thịt còn đâu gà này bình thường là diễn viên hết anh em ạ. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại Long Khánh các bạn ạ. Và đặc biệt là được anh chị kênh Long Khánh cô em này đưa đi các cháu đi chơi trải nghiệm mà chứng kiến cảnh bà con thu hoạch măng cụt này. Đấy, sau đó là sẽ thưởng thức măng cụt các bạn nhé. À, hôm nay là mình đang ở xã nào đây chị nhỉ? Ở xã Bình Lộc. Bình Lộc. Ấp 1 xã Bình Lộc. Ở ấp 1 xã Bình Lộc. Đây có phải là vựa trái cây không nhỉ? Cái này là vườn trái cây. Vườn trái cây. Đúng rồi. Ý là em có phải là khu vực này có phải là cái vựa của cái cây quả đấy không? Đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Ok. Đấy hôm nay Hổ Bi sẽ đi xem mọi người thu hoạch măng cụt như nào nhá. Dạ. Hải Nhi có thích ăn quả măng cụt không? Có. À, mà con có chứ. Con có. Đúng rồi. Đấy, bé Hải Nhi là hôm qua các bác đóng góp ý kiến nhiều lắm nhé. Nói là hay nói chống không đấy. Đấy. Chúc đấy. Cô Phú bóc một cục trang nghe. Dạ. Chị ơi, cái quả măng cụt này thì thường là trồng bao nhiêu năm thì nó mới cho thu hoạch chị nhỉ? Tầm 4-5 năm là thu hoạch được. À, 4-5 năm là bắt đầu thu hoạch rồi. Măng cụt đây là có món gỏi gà măng cụt rất là nổi tiếng anh em nhé. Gỏi gà măng cụt. Có con gà luôn. Đấy. Bắt con gà về làm lẩu cho Hải Nhi ăn nhá. Wow. Ở đây được cái bà con nuôi gà thả vườn rất là nhiều nha. À, đây này. Đúng rồi, cái tiếng kìa. Quả này chín đúng không chị? Đúng rồi, cỡ đó ăn được rồi đó hả? Hello, xin chào. Đây. Anh Phương cao. Anh Phương là hay trêu anh gọi là võ tòng này. Đây cho Hải Nhi quả này này. Đây của Phú Bóc kìa. Đấy. Bác Phú Bóc. Ôi trái này bị mưa nhiều nó bị sượng mũ. À. Bây giờ tại vì thưa măng cụt cuối mùa rồi nó cũng hay bị sượng mũ như vậy nè. Nhưng mà quả này còn ăn được không? Không, ăn nó bị mũ rồi, không ăn bị được. Ăn mũ nên nó bị dính răng. À. Cái mũ nó đắng đắng. Ừ, ok. Dạ. Thế thì mình sẽ chọn quả khác. Vỏ nó đẹp mà trong đấy là người ta gọi là đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Hả? Có sầu riêng đâu? Có sầu riêng luôn. Ồ, sầu riêng trên đầu nha. Cẩn thận nha. Sầu riêng là đặc biệt mà chưa không đụng. Ở đây có cả trái bưởi nhiều này mà. Dạ đúng rồi. Bưởi da xanh này này. Đây mình lấy móc theo mình hái này. Lấy mau đi. Cây này cao lắm à. À mình đi cái khúc trên này là thu hoạch rồi, khúc dưới đang kìa. À có nghĩa là khúc trên này là đã thu hoạch rồi. Còn khúc dưới là bà con chưa thu hoạch. Đó, đang thu hoạch luôn. Đang thu hoạch luôn. Ở đây họ trồng xen kẽ những cây sầu riêng này. Có thể là cho do xen canh. Hello. À. Quả non này thì mình sẽ mang về để ấy à? Để gọi à? Không, 2-3 ngày nó chín. Không, măng cụt bây giờ là, vậy là điểm là hái được hết rồi nè. Dạ. Ô. Mới rụng nè. Cái gì vậy? Cái này là... Ngon. Này phải có cái này ngon nè, cái dâu này ngon, trái ngon nè. Trái nữa nè. Ờ. Đâu, bổ luôn. Khuỵch luôn. Anh về anh lấy dao cho. Có dao cho chị mượn đi. Cái này nữa nè. Hay quá, anh em thấy không? Hên quá. Cái này mình hên á. Này mình hay nãy. Đây này. Chín cây đấy nhỉ. Đây các bạn nhìn đây này. Nhìn thấy chưa? Chín cây nó rụng xuống này. Nguyên này quả này vừa mới rụng. Đây là vẫn còn nhựa này. Đúng không?
hay nhỉ, đỏ thế hôm nay may mắn đấy. Hải Nhi hôm nay là may mắn lắm đấy nhá. Bây giờ con phải tập ăn này là mới gì hái xong á, chưa có gom vô á. À, có nghĩa là mọi người hái ra giật nó xuống đúng không? À đúng rồi. Hải Nhi với cả anh Bình Hổ đó phụ mọi người để nhặt nó đi. Nhanh lên con. Rồi, đẩy xe rùa lại luôn. Đẩy xe rùa lại đi. Bi, Bi đẩy cái xe rùa lại đi. Đấy, hôm nay là cho các cháu là đi trải nghiệm. Đấy. Tài xế đi. Tài xế xe rùa. Tài xế xe rùa. Đó, lại. Đấy, tài xế Bi. Đấy nha. À. Do cái quả này vỏ nó dày, nó cứ rơi xuống nó không bị nhặt. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, kìa. Yeah. Đây này, đó. Nhiều này. Hải Nhi đi nhặt đi con, nhanh lên. Đây. Vào kia nhặt đi. Cái này nó bị. Đây này, nhanh nhanh cùng mẹ đi, nhanh lên. Sớm. Nhặt đi con, nhanh lên. Đấy nữa. Mình phải lao động thì sau này lúc mình ăn đấy thì nó mới có cái cảm nhận được cái độ ngon của nó, con hiểu không? Chính xác. Tự làm tự ăn. Ăn ngon. Tự làm tự ăn là ngon nhất đấy. Ý Hải Nhi bảo là mình tự làm tự ăn đúng không? Rồi. Này, ngon chưa? Thế cái phần này thì như này nó bị sao chị bên này này? Nó rớt xuống nó bị vậy. À nó rớt xuống ăn là nó. Cái này sượng là ăn nó giòn, nó sực sực luôn á. Ngon lắm. Phần trắng thôi. Đây em sẽ ăn quả ương ương này xem nó có bị chảy mùa. Đó, nó giòn giòn á. Cô làm cho con cái. Ờ để cô làm cho con. Cái này nó cũng bị nhựa này. Ờ cái đó là em ăn nó giòn giòn á. Thế à? À. Em mời cả nhà ăn à. Cái này. Cũng nó giòn giòn luôn. Cái bên trong trong nó giòn giòn ăn ngon hơn. Ăn à. Con kỳ. Cái hộp này có thể ăn được luôn đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Nhả được cả hồn luôn đó. Hả? Ăn cả hồn luôn đó. Không, cái hộp bự quá, nhả hộp nhỏ nhỏ mình ăn. Nhưng mà trộn gỏi là ăn luôn cái hộp nha. Nó ngon vậy đó. Ăn cho em một quả nè. Ờ đúng rồi. Ăn cái nhựa vàng vàng này bị đắng rồi. Đắng đắng. Tại cái trái tiền này là nó, trái nó chưa có chín á, nó còn mủ á. Xem. Đây. Không thấy à? Để đây. Ừ. Cái đó giao chị Phú mua nhà nó cao. Chị Phú khỏe cho nào nổi đâu. Cái gì? Chị Phú trẻ cho nào nổi đâu. Anh đâu có trẻ. Đây. Đâu? Đây coi. Đây là Phú. Đâu cái này quay. Này. Làm mấy trái bé trước đi. Không, cái cây này ngon. Nghe nó để dành á. Anh chỉnh đi người cô vậy. Ừ. Cái giống sầu riêng này là giống mới, giống khác nè. Ồ, cơm vàng tươi luôn nè. Vàng cực kỳ luôn. Cái này ăn ngon Muskin nhiều. Em ngon hơn cả Muskin luôn. Em lượm lá chết đi Phú. Cái này em giới thiệu sầu riêng mới rụng phải không? Lá không. Sầu riêng mới rụng. Không quá sạch sáng. Sạch sáng vô. Cái hàng này mới là hàng chính cống á, là sầu riêng rụng á. Muỗi này. Nhiều muỗi. Mấy tình đòn vào con gái rồi. Ăn trái sầu riêng này mốt là chê với sầu riêng khác luôn. Thế à? Ừ. Đây là cái giống này là giống bản địa đúng không? Trái này bự quá không. Em sợ nó không ngon thôi chứ cái trái khoảng chừng ký. Tổng ở Việt Nam mình bây giờ là có mấy cái giống nhiều. Sầu này à? Chắc mấy chục giống. Mấy chục số. Giống. Số. 1, 2, 3. Wow. Sao cái quả này vàng nhờ. Rồi mọi người ăn thử. Cơm mà nó vàng nha. Rồi mọi người ăn thử. Ăn muối ngoài. Ăn muối, muối như kia thì cái kia nó chín hơn. Cái đầu dưới. Ở ngoài đúng rồi chị ăn. Muối vàng vàng đó. Wow. Nào Vi Hồ đâu? Các bạn ơi. À các bé này em lại không biết ăn sầu riêng. Ăn sầu riêng. À, này. Ok, đây. Ngon hồn hồn miếng nào. Ừ, thử cứ ăn đi xem nào. Ăn đi nào. Ăn thử đi. Dễ ăn mà. Anh thả dùng đây nè. Anh Phương, okay. Anh Phương dùng đi. Bố kìa, em nay em chậm nữa nha. Bố dùng thử nè. Em đánh đánh. Nè, chị tách ra được rồi nè. Bi Hoan à? Khó tách lắm. Nè, trời, vô bàn tay chị. Đây, ngồi ăn đi. Khổ không ăn sầu riêng lắm. Nó cũng bị sườn sườn ha. Cái trái nhỏ không bị. Cái trái mà nhỏ càng nhỏ càng bị không bị. Đâu, anh mang miếng trái nhỏ này nè. Cái không, cái không cái này. Đây. Đó. Đây nè. Đầu tiên là ốc thủy à. Ốc thủy. Nhưng mà thực sự á, ngọt lét luôn nha. 100 cây anh Phương được có 1-2 cây ngon hơn. Anh Phương ơi. Ủa không siêu kia đâu, đúng không?
Thề cái mọng này còn ngon hơn cả Musaking luôn. Nó béo, nó ngậy. Nó béo béo ngọt ngọt đấy, ngọt ngọt đậm luôn. Nó ngon vậy. Cái này chưa ngon đâu, cái nhỏ nó ngon hơn. Thì Phú ăn cái đó đó chỗ đúng rồi, chỗ đẳng cấp. Đâu có bán đâu. Để ăn thôi. Nhà ăn trồng Mỹ nào. Dạ, trồng nhiều lắm mà có một cây đó ngon thôi chị. Có nghĩa là nè, tất cả là được bây giờ còn sống là 3 cây. Đây. Nhưng mà chỉ có một cái cây đó. Hai em ăn đi. Chị ăn đi chị em. Con thích ăn quả. Măng cục hả nè, măng cục chú bẻ cho ăn. Đây nè. Wow, về tôi đi. Đà lắm, ăn mà nó thơm ấy. Vô vườn mà ăn phải vườn thì nó mới cảm giác nó mới ngon hơn. Anh nó béo mà nó quyện nó khổ luôn nhé. Anh ạ, nó béo nó quyện nó khổ luôn. Mời cả nhà nha. Mời chị ăn nào. Thơm cực. Bi me thấy sao? Bi me ngồi đây. Bi me phát biểu cảm nghĩ cho bố xem là con ăn cái quả này có ngon không? Béo không? Béo nó gậy. Nó béo nó gậy à? Nhưng cái chỗ vàng vàng ấy, vàng sụm thì nó sẽ mềm thì còn chỗ mà hơi trắng trắng thì nó sẽ sượng. Riêng chín cây đấy. Ừ. Ăn mấy cái quả mà phun vàng. Phun vàng. À đây này con. Phun vàng. Quả này mà cây này hàng năm nó chín thì gửi ra cho anh nhá. Có không? Dạ. Thì còn mấy trái đó chúng để con có anh chưa chị giờ chừng nào mới bay lên bay về. Thôi đem về Sài Gòn ăn. Dạ. À cái này đây là chú hút chỉnh cho con. Rồi. Còn trong đó nữa, thấy vậy chứ còn nhiều lắm. Chắc vẫn là còn 2 muối. Không, trong đó nữa. Không, thực sự nó rất là béo luôn này. À, béo ngậy luôn anh em ạ. À. Tụt tụt tụt. Hổ không ăn hả con? Không ăn quả. Hải Nhiêu ăn măng nào quả này không? Không, thích ăn măng cục à. Nè, anh em ạ. Quả được 6 tép không, chị Phúc? Đúng rồi, 6 tép luôn. Cái này quả này gọi là quả sâu gì? Úc Mỹ. Tên nó là số Mỹ nhưng mà ít có cây ngon lắm, có nghĩa là nó đùng một giống nhưng mà được chất chừng mấy chục cây thì cây ngon rồi. Wow. Cái này nó bên này, bên cái học này là nó sắp chín. Ăn vậy nó mới mới ngon. Wow. Này ngon nè. Béo thế. Wow. Đúng là cứ đi mượt miệt vườn là đảm bảo phê pha. Mày để dành cho thương chứ. Tao mua quá trời đâu quá. À thế à. Để nhà ăn không á. Có 3 cây. Ừ. Cái lượt này là ngon thế nhất. Ừ. Bà chỉ ừ. Ăn thôi. Ừ. Béo rồi đấy, sướng rồi đấy. Mình có ăn Musaking này. Rồi sầu di thái các loại sầu nhưng mà nó quả sầu thì ngon. Khi còn muối nữa đúng không? Còn. Ừ, cho chậm như thử một tí à. Khi mà ăn quả này xong á. Quả này nhiều muối nhỉ. 6 học, đủ 6 học luôn. Wow. Ừ. Sao gia đình mình xử hết trái sầu riêng luôn đi. Chơi hết luôn đi. Em ăn nốt cái à. Này là em no đấy. Mời anh em nha. Còn mình muốn ở trong kia kìa. Ừ. Ngon gì hốt được chứ ha. Quá đỉnh. Quá đỉnh luôn rồi. Béo. Cái trái bự này á nhiều lúc quá nó còn dở rồi đó. Cái trái mà khoảng 1,5 kg. Nó không bao giờ bị lỗi miếng nào. Ngon quá. Nhưng mà cây nào mà ngon là nó ngon hoài luôn. À, ngon hết luôn. Bởi nhà vườn người ta chỉ biết ngon chị. Người ta mới chừa lại chứ. À, nhưng nếu không nó khử hết rồi. Ngon nhỉ. Chiến tiếp đi. À, tưởng camera đi rồi mới chiến, còn hả? À, ở nhà nha. Làm chiến tiếp. Ôi giời. Nào, bây giờ cả nhà mình bắt đầu chảy quả măng cụt nhá. Bây giờ là cuộc thi gọi là hái quả này xem là ai hái được nhiều nhá. Hổ với Bi một bên. Đó, đó, ở trên đó đó. Hổ với Bi một bên. Cái này nè con, cái này nè. Không. Giật. Không có gì vậy. Con phải nhắm ngay cái cuốn đó. Đây à. Đấy. Ở đây còn có ít sầu riêng này. À cái cây này mình vừa ăn đây đúng không? Bây giờ là cuối mùa rồi mà. Có cái điểm này. Nó dưới tán lá nên là thực sự để mà nhìn được nó là khó đấy, không phải dễ đâu. Toàn quả trên cũng ở trên. Kìa, trái đen ở phía ngoài ấy kìa. Đấy.
Hải Nhi thì ăn cụt lắm. Sợ. Ok đấy. Quá trời đen ở trên kìa. Đấy. Đi không được là đi. Ui sầu riêng này. Bi kìa, đen ở trên kìa con. Đó. Ừ. Không nhưng mà ngẩng lên một tí là mỏi cổ. Đúng rồi, hái măng cục này khó lắm. Đấy, nên là không hề dễ dàng đâu. Rồi, cả nhà thu hoạch nào. Bây giờ đi nhặt quả. Đi lượm quả nào. Hải Nhi xem ai nhặt được nhiều không Hải Nhi? Đi nào. Đấy, Hải Nhi nhặt quả kia. Hải Nhi nhặt nhiều hơn cả Hổ Vi nhá. Mình không cần chồng anh em ạ. Nhiều phết đấy. Tí giỏ này nhặt mà mình không nhìn thấy đâu, nhưng mà một tí đây. Này, thấy không? Mặc dù ăn cái quả sầu riêng nó rất là ngọt, nhưng mà thử xem ăn này vị anh em nhá. Cái này nó vẫn ăn sầu riêng nó không làm mất vị cái này đi, vẫn đậm đà. Các bạn thử xem. Đó. Nó hơi bị nhựa nhựa. Hai trái không sao vẫn được mà. Ôi. Nhi ăn măng cục nữa không? Đó. À. Thế nào khi mà mình ăn mình cứ thấy nó có bị vàng vàng mình tưởng bị thối anh Hải nhỉ? Ừ. Nhưng mà không phải. Ngon không con? Hãy đi thu hoạch tiếp nào. Mời cô á. Còn cây nào còn nữa không à chú? Nhìn cây nào sai, đây cây này còn đầy mà mọi người chưa thu hoạch đây. Kìa. Cây này còn nhiều mà. Tối hôm qua vừa cắt móng tay xong thế mới đen. Đó. Hãy đi đứng xin đây con. Con đứng xa cây sầu riêng nha, cây này cây chín rồi đấy. Đây Nhi. Đây Nhi lù đây, có cái dành cho Nhi lù này. Ô, một quả. À đúng rồi, nhặt luôn. Ăn luôn, mở luôn thành quả của mình thế nào Bi? Thành quả của Bi thế nào? Ấy. Mời các bác, nhớ mời các bác nha, các ông các bà nha. Đi con, đi qua kia, cây kia chín quá trời kìa. À Nhi này, Nhi chỉ ăn lấy quả thân này thôi. Đây này, Nhi là một đống mà thất. Lên. Đi đi. Get go, get go. Coi chín quá trời luôn này. Chỗ này cây dâm này nhìn thấy. Ui ôi, đen cả cây luôn. Đây đây đây, Bi ơi. Wow, wow. Bi ơi, Hải Nhi đâu, vào ngoắc đi. Em sẽ hái tặng cho anh quả trên cây này nha. Này. Ui. Đấy, này bố. Ây da, vào đầu rồi. Một quả này thế này. Đâu? Kìa một quả chân Bi à, Bi lấy cho bố mà. Bi ở đây anh. Nè, Hải Nhi, Hải Nhi. Con sai. Hải Nhi. Con sai cả đấy các bác ạ. Một quả. Hải Nhi. Cô chạy đi. Cô hái đi. Cô hái được không? Từ từ nghe. Cái này quả to này. Đây, nè, Hải Nhi hái đây nè. Đây. Ngay trên đầu mình có phải dâng lên. Đâu? Ê, bác ơi, xin mời bác một quả này. Một, đây. Cứ giật hết xuống đi. Ấy là Hải Nhi. Hải Nhi khoe với các bác này. Hải Nhi giỏi chưa? Hải Nhi tự hai trái. Đấy. Chưa cho ai quả này nhá. Ừ, đây, hơi sai. Đấy. Cho cảm ơn chú chưa? Đó, dữ. Hải Nhi cho con cho ngon này, Hải Nhi. Mồm. Nào chị đã chú. Ngoan lắm. Dứt. Ba chín thế mà. Đó, ngon đó. Cái trái mà đi vàng vàng này không bẻ đâu, không bẻ nổi đâu. Đấy.
Đây con lục quả. Đi bây giờ bắt đầu là quy mô là biết chảy rồi. Có cái đốm vàng vàng là đỏ đỏ là hái được rồi con đó. Cái nhà đó đó. Bây giờ mình sẽ giật một loạt trong đây không rồi mình nhặt nhá. Giật đi. Nha. Đúng rồi. Giật một loạt nào. Đây rất nhiều. Đây này bị hổ này quả chín ngay tay con luôn. Quả chín rồi. Nhi à, Nhi phải gọi vào đầu nhá. Kinh cái đầu đó con ơi. Đấy. Bố mẹ à, mẹ mấy các anh giật ông Nhi đi nhặt nhá. Nhi cầm cái giỏ đi. Đấy. Kìa con, nó chơi trên kìa, cây con cao. Quả măng cụt cùng gia đình nhà cháu nhá. Như chọn được quả ngon nha. Em mời các bác ạ. Cháu mời các bác ăn ạ. Nào Dô, làm đi cho đấy ngon đấy. Nào Dô nào, Dô nào. Cầm bác lã. 1, 2, 3, vô. Uầy, hơi to thế nhỉ. Măng cụt bây giờ cuối mùa giá nó khoảng bao tiền cân chị? 30.000 á. 30.000 năm nay có giá mỗi năm. À, thấy không? Thế là năm nay có được mùa không anh? Hết mùa. Mất mùa à? Mất mùa. Năm nay trái nước rồi, trời nắng quá. À. Mất mùa. Mà trái cây năm nay thì chín sớm nhỉ? Đúng rồi, năm nay nó không kéo dài. Hơn như đơn hạt đấy. Thế bảo Tuyên ơi về đi. Thế bây giờ ngoài măng cụt ra mình cần cái mùa gì nữa chị? Ăn... chỗ này đắng đắng không, không, không. Không. Ui, giờ là mùa mít. Nhiều kiến cho anh em này. Mùa mít ở đâu chị? Không hết măng cụt xong rồi mít thì có quanh năm. À, thế thì chiều nay mình sẽ đi thu hoạch mít nhá. Có mít tổ nữ hay mít gì chị? Đúng rồi, mít tổ nữ mình vô nhiều mít tổ nữ. Ok. Qua cô. Qua sầu riêng cũng được. Rồi. Rồi. Thấy chưa? Ừ. Hôm trước anh gửi cho em biết đấy là mít gì ấy? À, mít tô nam. Bây giờ đố hỏi ra tìm được quả sầu riêng vừa dụng đấy. Ừ, vừa bộp bộp này đúng không? Hà Nhi không đi ra. Đi ra nó rơi vào đầu Hà Nhi thì hẹo luôn đấy. Ừ, Hà Nhi à? Nhiều quả mít đặc. Ừ, Hà Nhi có vẻ thích ăn quả này nhá. Ở đây là cái vườn của nhà anh Phương chị Phú á. Nên là anh chị có đón có khách đến đây tham quan. Anh em nào mà ở mấy tỉnh lân cận đây có thể là đến tham quan em bạn nhá. Ở đây mình tham quan thì mình sẽ tính phí như nào anh chị nhỉ? Dạ, tính người á hả? Bao tiền người anh? Bây giờ hiện tại bây giờ là như vừa mang khách là 100 ngàn. Ừ. Chôm chôm là 70. Ăn thoải mái, mua bao nhiêu mang về bao nhiêu? Đúng rồi, mua 9 tỷ. Sắp tới là anh Phương Triệu Phú này còn có homestay các bạn đang hoàn thiện. Mình thì tiết lộ cho nhỏ thôi. Khi nào xong thì sẽ đến quay review cho anh em. Để anh em có thể là vừa đến trải nghiệm mà ăn hoa quả, ăn trái cây giống như gia đình nhà mình này. Đấy. Các bạn thấy tội nhỏ là rất khoái luôn. Wow, nhìn à, hết cả quả luôn. Ăn đi, ngon nha. Nhiều anh em nha, cả hạt được. Nhiều anh em bảo là tại sao mà chỉ cần mấy quả măng cụt thôi mà lại phải mò vào tận đây? Bởi vì là mình ngồi ở nhà mình có thể order, có thể mua về được. Nhưng vấn đề là không có những cái trải nghiệm hái quả trên cây như này. Hôm nay các con có thấy thú vị không? Có. Ừ. Thế ai là hái hôm nay, ai là hái được nhiều nhất? Mẹ Tuyên đúng không? Này, tay của mẹ này, nhựa à. Nhiều không? Nào cho Nhi này. Ui, ngon thế nhờ. Quả này to thế. Múi này to chưa? Đấy. Trời ơi. Bỏ hột đấy nhá. Hà Nhi mà ăn cái hột vào bụng là nó mọc cây trong đấy đấy. Nè, đây một quả nữa. Không, ngày xưa. Hả? Ngày xưa là bất hủ nhất với cái quả mà ăn hạt và nó mọc bụng mọc ở trong đấy nhỉ. Không, đấy là tin đồn thôi. Tin rồi. Ôi, có cần kiến nữa đâu anh à? Đây. Kiến là cần kiến này. Cái quả này nhiều kiến nhỉ. Ừ. Không có sợ thuốc á con. Trái cây sạch đó. Trái cây sạch chuẩn. Wow. Ừ. Quả hơi đắng không nhỉ? Ừ. Nhưng mà ăn vào cái nước đắng. À, đắng là ngoài cái hột á. Không ăn cái hột à? Không có cái hột mà ở múi nhỏ em ăn thấy giòn giòn ngọt mà. Này, em biết ăn cái quả xanh hơn đó. Quả xanh nó giòn. Chua nó giòn. Ừ. Nó ngọt chua chua mà giòn. Chưa kiếm cái nhà hàng nào mà có cái quả này làm gọi này. Ở đây thì nhiều đúng không? Ồ, mát thế nhỉ? Mà hôm nay con thấy cô không mang theo solar của cô đi. Solar cấp rồi.
cứ hỏi từ sáng chắc phải gần 115 lần rồi. Bi ơi, Bi biết quả này quả gì không? Mít ạ. Đúng rồi. Ơi. Con lấy ở đâu đấy? Con lấy con vào nhà là quả trong kia. À. Ta bảo là quả như này là ăn được rồi. Thế à? Đi, thế bố con mình đi vào trong đi. Ui, cây mít tổ nữ này to chưa này. Ủa, bố cứ nghĩ là cây mít... Mít dài hay là mít thái? Mít tổ nữ. Ăn chào chú nhá. Vâng. Ôi, cây mít này đã nhỉ. Cây này được bao nhiêu năm rồi hả chú? Cây này 12 năm rồi, trồng được 12 năm rồi. Ôi, 12 năm thôi á? 12 năm mà cây nó to bự thế này ạ? À? Mất từ lâu năm rồi, sầu riêng 12 năm. À, sầu riêng 12 năm. Lúc mình còn nhỏ là... Mất thì còn nhỏ rồi. À, mít này còn nhỏ nó có rồi. Mấy chục năm tuổi rồi. Mấy chục năm rồi đó. Nhưng mà nó như này đã chín được chưa hả chú? Đó, ví ví dụ như trái này là chín rồi đúng không ạ? Để em gửi em thơm không? Ủa? Thơm không? Thơm. Con gửi thế mà. Thơm. Đúng mà bảo thơm như muối mít. Đó, đó nhà toàn đi làm thơm, đó, đó cái như chú bảo là những cái cây mà gọi đây gọi là mít nguyên bản ngày xưa ấy, quả nó nhỏ này. Còn những cái quả mình ăn to to hơn một chút xíu gấp 3-4 lần mình gọi là mít lai rồi. À. Đây là giống bản địa ngày xưa đúng không chú? Đúng rồi, giống hồi xưa giờ mà. À. Thơm. Khui ra là thơm phức luôn. Nó cứ thành tùm chồ bấy chục quả một đi chú nhỉ? Ủa anh hôm nay có mười mấy cây đúng không? Nhiều. Ủa đã nhỉ? Nhiều chưa? Vỗ là biết mà. Em có thể vỗ quả trên. Đúng rồi. Nó tiếng bùm 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 là chín. Cầm quả này cho mẹ nè. Đấy, cho các bạn xem mà quả mít tố nữ. Mấy bữa nói đem sầu riêng qua quán cua cua quá. Cua cua phải không? Dạ. Nghe, chín không? Nghe anh Ngạc nói. Không. Cho đem đi bán. À, ở Long Khánh nó quay ra đó, mình mở điện thoại mình thấy luôn á. À, thế à? Đấy. Biết cả Long Khánh của em nha, Long Khánh của em nổi tiếng chưa? Cái thằng đó thành phố nó mở lên nó thấy lời Long Khánh mình kìa. Đã thằng đó. À. Long Long mới về đó. Dạ. À, xin chào. Thế bây giờ mình muốn đi vô cái mít này thì ở đâu hả chú? Hả? Mình thu hoạch kiểu gì? Cây nào chín cây nhiều không chú? Không, giờ nó chín, trời trên cao mình sao mà leo được. Chín đâu, chín nhiều đâu. Dạ. Yeah. À. Mất năm tay nhỏ trái thôi, tại nắng quá. Dạ, yeah. Nó không hông? Mặt năm bự hơn à. Bự hơn. Năm nay trời nắng á. Nắng quá. À. Đây này, đang này. Dạ, đi dài dài nữa, đi dài dài nữa. À. Đa chưa? Nhìn này. Đó, quay chùm chùm kìa, đó mới đẹp kìa, quay chùm chùm đó. Vâng. Đây là anh Hải ơi, chùm mấy chục quả luôn. Sao? Đã chưa? Anh em nhìn này. Đấy, chùm rất là to luôn. Cái này có cái thang cơ nhỉ? Đừng học với tôi. Đây nhà ông bà không chảy ăn đi, cứ để nó rụng hết thế này. Có ai ăn đâu. Này có quả nó còn rơi nó cắm vào cái. Rất thành điệu luôn này. Nà, chọc thẳng vào trong luôn. Ừ, nó rơi đúng vào chỗ đấy luôn đấy. Nhưng mà nó sắp vào vụ chưa ạ? Vào vụ mít tổ nữ chưa cô? À. Hỏi cô là mít tổ nữ sắp vào vụ chưa? Cô bảo sầu riêng cắt bán sắp hết rồi. Đúng không? Đâu? Bên đây. Ui. Chùm chùm luôn. Ui, sai chưa đây? Chỗ nào vặt này người ta cũng phải xỉa chứ làm sao mà có phải là đây này cầm cả nắm thế này. Xài lắm này. Đúng ui. Này. Đúng rồi, mình tỉa chai bự trước. Tỉa dần dần chứ. Nhìn ra chùm luôn này. Nhưng mà bây giờ ngày xưa em anh nhìn cái quả mít tố nữ mà nó bé bé ấy chứ. Nó cây nhỏ nhỏ ấy. Đây này cũng là quả tố nữ nhưng quả này lại to đây này. Ừ. Đâu em thử bừa cái quả này biết là ăn được chưa? Cái này phải có dao. Cầm đi cho bác. Bác có bừa được không? Cái này là nó hơi ít muối nha. Thử thế nào. Hơi ít muối à? Nó được từ gì á? Hả? Ừ, chị hả? Hồi xưa chị cắn luôn. Cắn luôn à?
xưa cứ đi lượm mít ăn à, cứ thấy à, đây 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 có một mũi này như này đi. Nó u ra là chỗ nào là có muối chỗ đó đó. Ui, cũng thơm đấy. Đây sầu riêng có làm mít. Mít mà con. Hà Nhi thử 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 thế nào. Ấy, Bi nè. Bi cả cảm ơn bác chưa? Ai cho anh năm. Thế giống mít mật nhỉ? Nhi thấy mít như nào? Không phải các bạn thấy mít là mít mật. Ngon đúng không? Thơm. Thơm. Thơm dai hả? Ừ. Đấy. Wow, nè tí. Đấy. Ừ. Mấy cái này nó rụng nó ít muối quá à. À. Có nhiều loại nó nhiều muối lắm. Thế cái này là nó rụng là chắc là nó ấy thôi đúng không? Đúng chín rồi. Chín rồi, chín ép ấy. Chín ép á. Chứ bình thường ra cái muối mít này là muối từ trên xuống dưới luôn á. À đúng rồi, đúng rồi. Nó tím là kèm một quả nào chín cây nhỉ? Ở đây những cái vườn mít Thái ở đâu chị? Hiện tại là mùa chôm chôm mít Thái nó không không còn à. Hết mùa chôm mới có mít Thái. Có đâu. Quả này nổi. Mẹ Trân ơi, mẹ Trân đi mẹ lên cây hái quả ăn không? Ờ, trước kia có thang gì á. Ờ, ấy Hải Nhi nhìn rất là tinh luôn. Nè, Hải Nhi. Hả? Nè tí, nè này xanh à. Đấy. Ngoài đó em cắn một đồ đâu nè, em ăn muối này đi nè. Nhìn nó hài hài gì. Quả đã ăn luôn. Hôm nay là ăn quả nào cũng rất là ngọt nhé. Quả này vẫn xanh. Quả này em thấy nhiều muối à. Đi, mình đi vào trong này xem bác còn cái gì không. Nhưng mà mọi người đi phải né xa cây chôm chôm ấy nhá. Nó rơi lủng đầu ấy nhá. Cây sầu riêng. À, cây sầu riêng nhá. Thế là bây giờ là mỗi người nhà chú là còn nhiều cái cây mít này thôi à? Còn cưa hết rồi, chỉ mình thôi. Cưa hết rồi đúng không? Ai cũng cưa hết rồi. Ở trong vườn nhà ông có cả chôm chôm này. Chôm thì cao lắm. À. Sầu riêng nữa đúng không? Có cả thang chảy này. Dạ. Em ơi, dạ. Sầu riêng kìa. Sầu riêng nhà ông sai to thế nhỉ? Đố ai dám đứng ở dưới cái cây, gốc cây này luôn. Bình thường. Vẫn đứng à, mà. Đứng bình thường nhìn thấy chơi thấy cọng dây mình buộc luôn rồi kìa. Nếu xuống là con chó về ăn liền. À. À, à là mình phải buộc sẵn rớt toàn tre lên hái thôi. Sao ông lại phơi áo ở trên cây kia? Hả? Sao ông lại phơi cái áo kia? Áo thì con nhen, con sóc mới là nó ăn cái sầu riêng. Dạ. Phải quốc quan nó sợ. Có nghĩa là mình à mình làm cái kiểu là một người đang đứng ở đây canh nó sợ đúng không? Đúng rồi. U đằng này nhiều sầu riêng đấy. Cho cháu đi tham quan vườn sầu riêng một tí nhá. Chào tráng sĩ. Dạ. Con gạt tre à? Dạ. Ôi, sầu riêng ấy. À mấy cây ngoài này nhà ông cũng chảy vãn rồi. Ừ. Bên đấy thu hoạch rồi. Bên đấy thu hoạch rồi đúng không? Ui, nó đủ rồi trên kìa. Không phải nhà nó cắt được cái quả em qua qua hậu. À bà bảy à. Bà bảy về rồi nữa là cho con ngủ đây rồi. Ông đi xe đạp ở trong vườn luôn à? Cẩn thận nó rơi vào đầu nhá. Qua giường bên đây luôn hả? Đi. Đi. Giường này cũng lúc. À thế ạ. Giường này tới mùa vô quay trời. 7-8 mẫu gì sầu riêng không à. À. Đây này, sầu riêng vẫn còn nhiều rồi này. Nhưng mà cái cây này cũng chảy quả đến cao đấy. Nhà chú khoảng bao nhiêu gốc hả chú? Nhà chú khoảng bao nhiêu gốc này? Đấy ạ. Anh Hải ơi, đây xuyên qua có cái mít tố lữ này, có cái là cái tán của nó xòe to nhiều choạc nhỉ? Ông có biết cây nào, mít nào mà nó chín nhiều chưa? Đây này, đây này. Đây, một loạt nữa đây này. Đây này. Đây này. Đây để em vỗ em có quả nào chín không? Hôm nay thi vỗ ra mai vỗ được mít chín cây nha. Nhưng mà không bổ được một cái nào. Không bể được ấy. Không phải nhỉ? À, thế ạ. À. Đi hái mít tố nữ đó, đằng này. Đi nhặt nó được ấy.
đi nhặt này được. Ui em ơi, đây ô, sao lại sót một cây gì đây, quả mít gì đây? Nó chín đó, nó chín thối rồi. Chín thối luôn à? Chín thối luôn á? Không ai hái luôn. Ôi cây, cái giống này nó to nhờ, cái gốc nó to, từ gốc to lên ấy. Cây mít ta của mình thì nó bé thôi. Nó bảo cái mít ta thì to rồi. Này mà không có cái thang để mình trèo đây mình vỗ nhỉ? Đâu? Không chín, không chín. Đi. Đây này, mấy quả to to này em nghi lắm. Xài thế. Ngoài kia còn mấy cây mít nữa kìa. Ê. Em ơi. À Bi à, Bi ra cái quả mít một mình vỗ. Đi. Cây này bị đổ. Đi rồi tán cây này mát này. Cái này nó còn chè cả quả ra tận ngọn cành ngoài này, nó không đổ đứt luôn. Cả gia đình vừa mới phát hiện một cây chôm chôm. Cực kỳ là sai luôn. Đi vừa dọn sang vườn kia nhưng thấy cây này và phát mình phải đứng lại luôn. Đấy. May là có hai thổ địa. Hai thổ địa nên là đi. Chúng ta mới thấy được một cây chôm sai như này. Bạn Nhi ơi, nhanh nhanh Nhi ơi. Đây con nè, đây. Dạ, ô. Dạ. Bác ạ. Wow. Bác này bác còn cho mình cái quả chôm chôm gì đây? Hả? Chôm chôm gì? Chôm chôm gì đây bác? À chôm chôm ngày xưa à? À. Ở bên vườn nhà chị luôn à? Hái xong hả chị? Ở này. Cảm ơn bác chưa? Ôi quả này nó ngày to nhờ. Đâu cho chị bảo có bị gì? Hơi chua 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 chua. Hơi chua chua à? Đấy. Em ăn thử xem. Đúng rồi anh ạ. Nó hơi kiểu rôn rớt rớt như kiểu mận ấy. À. Đấy. Ra chưa? Chôm chôm này. Thế chôm chôm nhãn đúng không ạ? Hả? À chôm chôm này, chôm chôm nhãn này. Hàng này là hàng chuẩn đây này. Đây, bé Nhi ra đây là tự hái quả đây đi. Bé Nhi này, cho tự hái quả đây nhá. Nhi tự chọn một quả mà mình yêu thích nhất. Đấy, mình thấy đẹp nhất. Rồi, các con vặt đây nào. Bắt ở tại quả này luôn. Cái cuống đẹp nhất thì con lấy luôn. Bẻ cuống luôn này. Rồi, con bẻ em nào. Bi, bé chọn một quả đi. Mẹ ăn một quả luôn. Nhìn đã thế nhở? Đi ăn đi. Này mẹ bóc cho này. Quá phê luôn. Sướng nhất nhá. Bây giờ là cuối mùa rồi mà các bác vẫn còn kiếm được cái cây mà nó sai như này. U đằng này còn nhiều mít đâu này. Đi. Đây này. Xem vỗ có mít chín không? Đó. Thế à? À anh ôm với em á. Mình thấy đằng này cũng nhiều, rất là nhiều mít, nhiều chôm chôm luôn. Đấy. Ôi, đằng này chỗ sai lắm chị ạ. Đâu? Đây này. Vườn này chưa hái này. Còn này chưa hái nhỉ? Rất là sai luôn này. Đây đi, cầm này đi. Ở đây. Cái này đi ăn mít không? Có đâu, ở đâu? Các bạn này là Hà Nhi có vẻ đam mê là vỗ mít hơn đấy bác ạ. Đổ mít nó vỗ dễ mà. Ủa, có quả mít to lắm kìa. Chị đâu? Ôi, vẫn xanh. Chín đâu? Không chín à? Không còn quả nào nữa không? Ủa đây, cây chôm chôm này cũng sai thế nhỉ? Sai chiếu quả luôn. Cái mũ của bạn Nhi đâu? Để xe rồi. Kẻ ốm đấy Hà Nhi ạ. Không, vừa nãy thấy có mà. Này, nhiều chôm chôm quá này. Đi cây nào vào đây cũng muốn ăn đấy. À mà ăn thì lại no bụng quá. Ăn từ sáng giờ ăn đấy. Cứ đồi nọ này, vườn các nọ qua vườn kia. Các bạn cứ muốn đi ăn chôm chôm các kiểu là cứ liên hệ với cả bác Long Khánh của em nhá. À, số điện thoại bao nhiêu bác nhỉ? Để book cho chương trình đi chơi như này ấy. 0968962464 nhá cả nhà. À, gặp Long Khánh của em. À, vợ của Võ Tòng Pha Ghe.
À, cho cái quả này này. Hạt lép Nhi ơi. Đấy bác lấy quả bé bé đấy cho ăn nào. Đây em biết rồi, quả lép này đúng không? Ui, này có một cái ở đây. Này, chôm chôm hạt lép. Này cho Long quả này này. Cho bố Hải này. Cho bố Hải quả này. Cảm ơn. Bố Hải luôn, bố Hải. Ừ. Này, em nha. Đấy, hạt lép này. Cái gọi này, chôm chôm hạt lép nha. Xịn rồi. Đi, ra đây này xem có quả nào nữa không? Bây giờ mình sẽ đi đâu và đi về. À, vườn bên kia lại của nhà khác rồi. Nhà. Ở đây cái vườn nhà nọ này, xí xít nhà kia. Xuyên nhà mà kia. Mà chỉ bằng mỗi một cái tường rào sắt nhìn xuyên qua, cứ nghĩ là nó liên thông nhau nhỉ? Biên giới, thì biên giới. Gọi là biên giới. Ui dồi, chùm chôm chôm này. Xả xuống tận đất luôn. Xài chịu luôn. Đây, anh em nào. Này Nhi ơi. Này. Ôi. Hai đi. Sao ở đây là không ra vườn chôm chôm đằng này mới sai này. Ở đây có quả mít to bọc này nhưng không biết chín không? Thối luôn rồi á. À? Đây còn quả nữa này anh Hải ơi. Thử nào. Ô. Ô chín rồi. Không chín, không chín. À không. Không chưa. Đây quả này to này mà thối phí thế. Chắc người ta bọc bí quá. Không phải. Chín rồi, chín chín quá rồi. Chín quá lúc mà người ta không kịp thu á, người ta ở đây người ta cũng không mặn mà lắm với mấy quả mít quá nhiều. Giờ đến thu hoạch cây phía gọi là gần nhà của bác Long Khánh. Bây giờ một cách thu hoạch của bọn tôi rất là dễ, đó chính là hạ. Hạ. Hạ cây xuống nha. Đây này, cái chỗ này chùm này, để em đấy. Hạ không cho. Hạ đây chỗ này, chỗ này trước này, em ơi chỗ này sai này. Đấy. Ấy từ lại cái này rồi ôi. Ừ, mình không nghĩ ra. Anh chị em mình hạ nữa phải với với. Mở hết cổ. Đúng rồi. Úi, bác Hải nhanh như thế này cơ mà. Ai vậy phải được 2 mướn được chứ. 3.000 ký thôi. À cái này Hải, cái này là được 3.000 cân à? Dạ 3.000 một ký nè anh. Ờ. Bữa tới ăn vô đây Hải ở đây này Hải coi tuần được 8 triệu luôn đó. Thế à? Anh mà Hải một tuần nó còn ra người luôn. Không phải là ra cái này đâu. Hồ Bi đâu? Đây. Hồ Bi, Hải Nhi là sáng giờ là lướt nhiều. Đây, ta đứng hái cùng với các cô chú đi. Đấy. Ui, ngon lắm. Ôi, cái chanh này dã man chưa? Ừ. Ngọt. Ăn cây này không ngọt đâu. Đấy, ở đây nằm kiến quá. Đụt cả vào trong luôn. Đốt hết rồi mà, ngọt chứ. Này là chín nhiều. Ừ, hái vậy là chín điểm rồi. Cây này là bác ấy để dành cho gia đình mình đấy chứ không phải bác hái lâu rồi. Dạ đúng rồi. Hái trên ngọn không hề, còn dưới đây là để dành lại hết, để là cho đẹp thôi. Mấy lần em lên là chị Phú, cháu không được hái dưới nha. Ôi cái bác hái siêu nhỉ, siêu nhanh luôn. Nghề mà, nghề của bác đây. Ủa, một xét. Rồi, tới cái nào nữa? Rồi, xong. Hả? Dạ. Đẩn cái này ra đây đi. Nói rồi. Rồi, cái tròn bằng kia sai kìa chị ơi, đi. Đâu? Em mình ra chỗ nào mà sai nhất đi. Sai nhất để Hải. Hải Nhi ơi, ra đây Hải giúp mẹ một tí đây nào. Đây này, đây này, đây này. Em ơi, đây dạ. Này. Đây, tròn này còn nhiều này. Là cua cua, anh ra để em cua cua vào đây. Cua nha, hạ trống. À, hạ trống xuống. Cua cua, hạ trống. Đấy các bạn nhá, kinh nghiệm này đi hái sầu riêng này, lần sau á, cứ hạ trống xuống hái cho nó nhàn. Đu nhanh xuống à. À đu nhanh. Đu nhá, hổ hổ đu xuống là được ấy. Hổ đu xuống là mẹ thì đừng hái đâu là ok. Thì hái chuyên nghiệp quá ha. Ừ, thì hái này. Thử hái đâu hết đấy luôn. Chờ mình thấy chín gì chứ để cả tháng trời còn được. Yeah. Để một tháng luôn anh. Nó chín đỏ xong nó xanh cái dâu lại lần thứ hai nữa. Xanh dâu lại lần hai á? Ờ. Cái bao nhiêu tiền một cân đấy mà chị? Cái chôm chôm thì bao nhiêu rồi chị? Mang cụ thì 30 còn cái này. Bữa chị bán 22. Giá 22. 22 là họ tự hái mà đúng không?
Đây này, chú này còn sai này. Quăng xuống. Đây. 1 2 3. Thần gửi cho anh em ơi. Ừ. Ô. 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 Sai hồi hả? Không, không gãy đâu. Cái này là nó có sự đàn hồi. Ừ. Nó vừa dẻo vừa dai đó. Tốc độ hết rồi. Tốc độ này nó mới ra tiền rồi con ạ. Đây một xe rùa rồi. Rồi, quá tuyệt vời. Chống lại đây nữa. Đây cái chỗ này mai sẽ mang về cửa hàng Hồ Chí Minh. Các nào cửa hàng ra em Tuyên mời ăn sầu riêng luôn nhá. Ôi chôm chôm mà nói sầu riêng anh lại em thật đấy. Sáng rồi kiểu ăn nhiều quá nó say. Thôi cả nhà ra đây chụp kiểu ảnh nào Hà Nhi đâu ra đây. Đây hôm nay siêu đầu bếp làm món gỏi gà măng cụt. Đấy. Rất là chuẩn luôn. Đây. Mà măng cụt hơi ít. Gà nhiều hơn măng cụt. Gà trộn măng cụt. Đây là chính là từ cái quả xanh vừa nãy mình hái đấy. Không về này. Chị anh chị phải ngồi gọt gọt rất mất thời gian. Gọt này lâu lắm. Này ăn nó mới nuột mồm này nhá. Rồi phía trên này là ông bà chủ đang chế món gì đây? Lâm mối. Lâm mối. Ô cái cối này mua ở đâu nhỉ? Anh có tặng đấy. Anh có chị Thảo tặng đấy. Cối này đẹp nhỉ? Ơi có hai cái à? Anh đặt á, thấy không? Khắc chữ luôn này. Siêu đầu bếp và võ tòng diệt hổ. Đây là sẽ chế biến món gọi là nấm mối xào. Chủ tịch vào nhìn món nấm mối xào mà đầu bếp anh Phi hành siêu đầu bếp làm gì? Phi hành tỏi nó thơm lên đúng không? Đây em phải vừa đi hái cái lá này, anh Hải biết lá gì không? Lá gì đây? Này, ngửi ra nào, đoán ra nào, em thấy nhỏ tô. Tiết tô á? À quên quên, lá lốt. Đúng rồi, lá lốt. Thơm, bữa nay Hải vô ngay được có nấm mối luôn đó chứ. Cái lấm này anh biết là bán trên thị trường bao tiền không? Bao tiền cân? Hiện giờ là 900 triệu những ký. 1 triệu 900 triệu một cân á? 900 một triệu. Sở thích của mình. Mà chỗ này là 2 ký anh nhỉ? Cái này không biết nữa, bà chủ mua nhiêu. 2 ký mà chị trường miếng bỏ vô lẩu rồi. Ừ. Thế tầm còn nhưng mà xào không thôi đúng không? Tầm 6 ký 7 xào với lá lốt rồi. Có vẻ nó hơi ít dầu không ơi? Ít mỡ đúng không? Ít. Chút xíu nó ra nước. Nó còn ra nước nữa. Càng em... xào càng ra nước. Ra nước mà lại ngọt lịm nhá. Cái này cho mắm muối mì chính vào đúng không? Đúng rồi, cho miếng đường với một ngọt với miếng dầu hào thôi. Chị uống nước me à? Đã đưa em ạ. Mình uống nước cam. Rồi mời cả nhà đi. Phải nói là hôm nay một cái mâm cơm mà vô cùng đặc biệt luôn. Chôm chôm mít tố nữ. Sầu riêng măng cụt. Và đặc biệt các bạn ạ là có món gọi là rất là yêu thích mỗi khi mà mình đến với cả đây. Đây là món nấm mối xào lá lốt. Nấm mối xào với cả lá lốt. Đây là nấm mối natural các bạn nhé, hàng này hàng tự nhiên đấy. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Và đặc biệt là không thể thiếu được món gỏi gà măng cụt do siêu đầu bếp đấy, Missy Trâm làm. Masterchef. Masterchef. Đồng quê. Đấy. Và món lẩu này. Đấy, đây là món lẩu nấm này. Rồi có cả quả chôm chôm. Những quả chôm chôm này đều ăn được lẩu luôn nhé các bạn nhé. Đấy, nhìn nó tí nó thả vào lẩu cho anh em xem là có thể là xơi được. Ăn luôn, ăn luôn cả hột, nhá cả hột luôn. Và đây, đây là gỏi gà đây. Đấy, nhìn chưa? Những con gà thơm ngon là chạy te te ngoài. Quả trắng trắng là chôm chôm đấy. Chạy te te ngoài vườn. Anh chị là đặc biệt là chỉ có khách quý đấy. Đấy, mê thịt còn đâu gà này bình thường là diễn viên hết anh em ạ. Đấy, muốn ăn nó phải xử. Món nước uống của mình hôm nay sẽ là rất nhiều những sản phẩm nước uống
đến từ thương hiệu Camel nổi tiếng anh em nhé. Nếu anh em có qua cửa hàng Sapa TV ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội, đặc biệt nếu mà các bạn ở Đồng Nai thì có thể đến gặp anh chị ở Long Khánh của em đang phân phối sản phẩm của mình nhé. Nào cả nhà zoom cái nào. 1 2 3 vô. Em là uống nước dưa lưới. À, anh là nước cam. Chị uống nước me. Hai chị uống nước me này. Nước cam. Đấy. Rồi, bây giờ cả nhà mời cả nhà dùng món đặc biệt trước đi. Đó chính là món nấm muối. Món này không phải là lúc nào cũng có đâu các bạn ạ. Món này nó chỉ đặc biệt vào cái đầu mùa mưa. Ăn cơm giang. Đấy. À, con ăn cơm giang à? Người miếng đi. Ồ, thơm. Rồi, em xin. Con ăn nấm đi con. Con ăn một miếng. Mời các bác rồi. Đi mời các bác kia. Con mời cả nhà. Ô, món nấm muối ngon thật đấy. Ngon. Ăn nó ngọt cái mồm. Đặc biệt là cái nấm muối này, ngoài cái hương vị thơm ngon ra, ngọt ra thì lại còn xào với cả cái lá lốt nữa. Đúng rồi. Và nó rất là dậy mùi, hái ngoài vườn luôn. À. Hợp với cả cái rau này luôn. Cái món nấm mối xào lá lốt là có từ xưa dữ lắm rồi. Dạ. Dạ. Giống như chứ ăn ăn cái nấm mối này người ta nó là mọc tự nhiên một phần. Nhưng bây giờ người ta có trồng được không? Không, không trồng được. Không trồng luôn. Nào. Nhiều khi mình ăn cái nấm mối này ăn cơm rang mà vẫn dính một vài viên sạn. Đấy. Đất. Bởi vì nó còn đất. Long ăn lấy cơm cho em. Sau khi mà anh chị em thu hoạch cái nấm muối về thì sẽ phải cắt bỏ đầu, rửa thật kỹ. Đấy, nhưng mà đôi khi nó vẫn sót, không thể tránh khỏi được. Hải Nhi đã làm tí cơm tăng vằm ruộng rồi hả? Như bác gì vậy? Em xin nữa đây, ngon quá. Con ăn đi. Nem gán hả? Nem gián đấy con. Sao màu xanh xanh nhỉ? Sao màu xanh nhiều thế? Ăn hết đi con. Hả? Nhiều chưa? Ăn xong mồm vẫn hơn sạn. Đây đầu bếp kia nhà lá vườn các bạn. Nhưng mà Võ Tòng xào ngon đấy. Được. Anh ăn miếng này gọi là nhớ luôn. Đấy là kiểu anh ấy cho kiểu tiêu quá. Tiêu vào, chúng ta ăn cái tiêu. Tiêu mà anh ấy xay không kỹ, nó vẫn còn hột hột như kiểu mắc khén ăn rồi của mình. Ăn đầm cho nó không xay. Anh không say. Nãy giờ anh ăn chúng mình nơi đất. Đúng rồi, anh bảo sạn mới là cát. Đấy là tiêu à? Tiêu á. Tiêu. Em ngay em biết luôn. Cảm ơn. Ngon. Cái gỏi gà bật lên chưa? Ai rồi? Rồi rồi, sắp rồi. Này có cả một vựa trái cây ở việc ăn luôn. Vừa vào về nhà Long Khánh của em. Tuyệt vời. Chỉ có trái cây thôi cả nhà ơi. Này con ơi, còn món đi bạn anh ơi, nhìn này. Đây là, món nộm gà, mấy cả măng cụt. Anh chị em là từ sáng ngày như các bạn biết là quy trình là đi thu hoạch quả măng cụt này rất là vất vả luôn. Đấy. Này. Quả gà này. Đấy, măng cụt này. Măng cụt này là măng cụt non nhé các bạn nhé. Đấy. Ăn là giòn sần sần luôn. Nào. Mở nhà. Hồ baby thử ăn cái gỏi gà măng cụt này đi. Con không ăn gỏi. Thử một miếng em. Ăn đi con, ngon lắm. Đấy, con trải nghiệm đi này nhé. Ăn thử con giòn mà. Giòn lắm. Anh chưa ăn bao giờ à? Giòn ngon lắm. Thử một miếng xem. Này, này về ngoài kia mình không có đâu. Không có măng đâu con ạ. Bi. Măng cụt này giòn. Ơ măng cụt này giòn lắm. Giòn lắm, ngon hơn cái măng cụt chín đấy. Này Bi, đấy. Nó giòn nhưng mà cái quả lúc sáng mà mình chảy đây. Nhai cũng ngon. Thế sao? Có cái mình trộn gia vị. Này kỹ em nào. Cho cái tay con kìa, tay con vướng kìa. Bi nào, Bi thấy sao? Bi thấy quả gà măng cụt. Đúng rồi, chua. Nhưng mà quả giòn đúng không? Đó. Các bạn này lần đầu tiên ăn luôn đấy, các bạn thấy lạ lạ quá. Con thấy nó giống hành. Dạ. Con thấy còn giòn nhưng mà nó hơi giống hành. Đâu có thử cái nào? Một cái nào? Mình to vào mới hết được. Hành tây nó mới thơm. Nào, thử miếng đi. Làm miếng nó có thêm gà. Sao? Ăn nó có vị của hành. Ừ, nhưng thì mà nó không phải là hành. Có măng cụt mà. Nhưng mùi hành tây nó ém vào măng. Mùi gà vào. Mà thử miếng á. Anh tinh phết anh đùa. Chưa. Mùa mà ôi
đã có cơn mưa này, cơn mưa vừa về rồi. Thế cái mùa này ấy, thì gồm những hoa quả gì ở đây nhỉ? Chủ yếu ấy. Mùa này thì cũng cuối mùa măng cục rồi, măng cục, chôm chôm, sầu riêng. À. Dạ. Đợt trước em vô là đúng ngày mùa luôn. Ừ. Đầu mùa. Giờ vô cuối mùa. Ừ. Kẹp giữa thì mình không bắt được rồi đúng không? Bắt kẹo đầu kẹo cuối rồi. Nè, mình ăn cái gì đây? Dạ. Dạ. Đây, là món lẩu gà đây. Đó. Lẩu gà chôm chôm nha anh em nhé. Đó. Thả nó máu vô luôn cho nó ngọt. Anh em nào mà bảo là chôm chôm không ăn được là sai lầm đấy. Đối với người miền Tây đấy, không có gì không thể. Này, nấm muối này. Để những cái hoa quả được chế biến từ những cái vùng quê của mình luôn. Đấy, tạo ra những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Ừ, nó. Ủa, đó đổi cái nào gì mà? À, thịt chân giò quay, chân giò quay. Chân giò quay. Con ăn đi. Hôm rồi em coi clip chị Phú với cả anh Hải lên đây cũng ăn món này. Cái xong em quyết tâm là em phải lên chị Phú hái trong chôm xanh về. Em lên làm cho một bao về, em nấu một nồi để em đãi thờ ăn á. Mà em không nghĩ ăn được, trong đầu em cũng không nghĩ được, mới cùng ăn ngon là ngon luôn. Ăn được cả hạt luôn. Ăn luôn mà. Ăn luôn hạt. Chị ăn luôn này. Anh rất là thích nên là lên đây lần nào cũng phải bảo chị Phú là phải làm cho. Nhi ăn cái chả ra mày. Chị làm miếng đùi gà. Rồi em xin. Ăn thử đi. À, ăn quả là no rồi. Đi giường ăn cái cây ngon, no luôn hả con? Hôm nay là các bạn ăn no trái cây. Con ngồi đây nhá. Ừ. Hả? Con nhớ ai? Nhớ Sola. Đi con một chút vô. Nhớ Sola. Nhớ Sola phải từ từ. Ừ. Ủa. Nóng rồi. Nóng. Hà Nhi nhớ Sola à? Ăn, ăn đi đã, ăn cơm đi. Ăn lát chiều bố mẹ ơi chơi. Bây giờ ở nhà Sola. Ừ. Sola mình đi hái dưa không ạ? Ừ. Chiều nay sẽ đi hái dưa nếu mà thời tiết ủng hộ. Ơ, trong đấy nó có nhà lưới mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà kính đúng không? Nếu mà mưa thì càng mát nữa. À. Trời nắng nó nóng hẳn. À, dưa à. Đó là cũng là dưa sạch, nó ở trong lồng kính không ạ? Ở trong lồng kính, đúng không? Trong có nắng lắm, bữa trước mấy em đi tầm chiều chiều mà chị không nổi mà. À. Nhưng mà được cái anh chị đi là thời tiết mấy hôm nay ở từ Sài Gòn đến đây là rất ủng hộ luôn ấy. Cứ râm râm mát mát thế này thôi. Xong ngồi chơi xong tối về mưa. Ngồi ngay ngắn là con. Ngồi ngắn là, đấy. Bố mẹ bảo quay lúc xong con đi ra con chơi cùng Sola luôn. À. Ừ. Nó quay xong đi chơi Sola. Sola là một bạn chó nhà chị Phú. Bé con chị Phú. Đây nhá. Ăn đi cơm nữa đi. Con chiều đói bụng ạ. Con vừa ăn quả no rồi. Hả? Ừ. Đấy. Được cái ở đây gà khóe là sẵn vườn. Mà nhưng mà anh chị nào mà xong cái homestay ấy là tuyệt vời đấy. Homestay là nằm bên vườn bên kia hả chị? Bên kia. Chỗ mà mình hái bưởi đấy á. Không, vườn khác nữa. Vườn bưởi là vườn khác nữa. Ừ. Chị nhiều vườn đấy à? Ba vườn. Năm nay thu hoạch trông trôn được nhiều không chị? Tại vì trời nắng á, chôm nó cũng không có đậu nhiều. Dạ. Nhưng mà được cái trúng giá, được giá. Được giá. À, ít nhưng mà được giá. Ừ. Cho anh mượn cái kia anh làm thịt cơm này. Anh ăn cơm rang. Cơm rang. Đấy. Cơm chiên ăn với cả. Anh ơi cho em miếng chân giò nào. Bưng dễ lên. Rồi anh em à. Cái để thì nó hơi nguội sao mà. Chân giò mới cả kèm với dưa chua. Ừ. Đúng bài luôn. Này. Đi ăn này. Ừ. Không? Sao phải nhậu. Đúng rồi, đều có nhậu rồi. Ăn được quả chôm chôm đấy. Con cho cái nấm nó kỹ một tí nha. Ừ. Nấm là phải cho nó chín xíu. Ừ. Nhiều loại lẩu hấp dẫn thế. Ăn ít lắm. Nhiều vô. Nấm ngon rồi. Năm nay nó hiếm mỗi năm. Ngày sáng như anh em mình đi ăn sáng á, ngoài đường như cái lễ hội luôn.
Lễ hội nấm luôn à? Đường hết trơn luôn, nấm mối nè. À. Mà năm nay không có. À. Anh nhưng mà nhiều thì nó sẽ rẻ hơn đúng không? Đúng rồi, nó khoảng như là bình thường là 900 triệu thì nó còn 700, 800 hoặc là 500, 600 thì nó xuống tùy mình mua. Cái loại 3, 400 cũng có, nó đỡ bự ra thì nó rẻ tiền. Là càng nụ thì lại càng ngon đúng không? Càng đắt. Anh Phương em nghe nói cái nấm này mà nếu như mà cái đất mà lên nấm á, mà mình đụng sắt hay là đụng dao gì vô nó không lên nữa đúng hả? Rồi, đúng rồi. Đúng không? Nhổ nấm á, phải nhổ bằng cái cây. Nhưng mà mình xịt thuốc đỏ qua là không dạ lên nữa. Nó chết luôn. Chỗ đó lại đi luôn. Ừ. Cái này, nấm mối này là nó sinh ra từ ổ mối. Đúng không? Mọc lên từ ổ mối. Nó mọc những nơi sạch sẽ. Ừ. Cái chỗ dơ nó không mọc. Đặc biệt là không có thuốc thang gì đúng không? Người ta nói là nước miếng của con mối. Không làm cái nấm này cái men vậy. Ừ. Mỗi năm đây cũng có ổ mà năm nay chưa thấy lên. Anh chị bình thường có không? Ít nào không? Có mấy ổ lần. Mấy ổ à? Ngay đây. Cái rào đó với bên hông này. 3 điểm. À. Nhưng mà chỉ đủ gia đình ăn thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ nếu mà gia đình nào mà được ổ lên mấy trăm cái hũ này là cũng nhiều tiền đấy nhỉ? Hiếm lắm. Nhàn hơn là trồng hoa quả. Không, không dễ đâu. Tại này đi săn bắt, đi ở dưới em á, mấy anh chị mà biết chỗ là đi mắc vẫn mắc rừng, vô rừng nằm đó luôn, nằm canh để lên mà bắt. À. Thế mất đó luôn á. Tại vì mà nắm 1 triệu 1 ký. Thì mà em nhổ ổ nắm 2 ký là 2 triệu rồi. Ừ. Bằng mấy ngày công đi làm. Thế là mình phải đi lên rừng tìm à? Không nằm canh. Nằm đó canh. Có những người họ biết cái chỗ đó là năm ngoái lên là họ sẽ biết và họ giữ cái đó. Là họ sẽ canh cứ sáng sớm. Canh vùng á, mày ghi tên biển biết cái đấy không? Tại tao ngủ nó giữ mà. Ừ. Hay ha. Đó. 1 triệu 1 ký. Nó dành lộn luôn á. Mà cái nấm này nóng nặng nhỉ? 2 ký như vừa nãy nó ngon ngót đi lại cũng được 2 dĩa nhỉ? Đang kệ chị chừ một mớ cũng nhiều á để bỏ vô lẩu nè. Dạ. Dạ mà cho. Thịt gà. Ngon. Ngon đúng rồi, ăn sướng rồi đấy. Nhà mà ở ngoài nhà hàng là bán mấy trăm nghìn một đĩa nhỉ? Dạ, đúng không. Mà không có nhỉ? Ngon, không dám làm cái này đắt đấy. Mà cao cấp lắm thì mới có nhưng mà được chỉ chút xíu vậy anh. À. Cứ coi như vừa nãy là 900 ngàn một ký mà gọi là 2 ký là 2 triệu đi. Thế một đĩa này nếu mà xào lên gia vị công nhân cũng phải bán này tầm 1-2 triệu 3 một đĩa nhỉ? Ngày đó... Ờ, đắt hơn cả thịt à? Dạ, hơn thịt à. Ở cái nấm này là chỉ đại số người ta ăn không thôi, mình có bỏ thịt vô. À. Đây này phải mua này. Anh ơi, múc cho em quả lửa. Quả à, nè. Em múc cho mỗi người một bát đi. Đây là em múc à? Được rồi chị ạ. Chôm chôm này. Rồi chị này. Anh Hải đưa đây. Em gái, em đưa bát đây để chị lấy cho. Dạ. Ai à, cũng được quả chôm chôm luôn. Cảm ơn. Anh Hải nè. Món lẩu gà chôm chôm này ăn là cực kỳ là bổ lại còn cho nấm muối vào nữa. Nó là tuyệt vời luôn. Cái búp mới chịu nha. Dạ. Cái búp là ngon nhất. À, cái búp nó ngon nhất. Đó đó, mấy cái nấm như mình là càng là giá trị nó mới cao đó. Cái này gọi là nấm tuổi mới lớn. Mới nhú á. Mới nhú. Mới nhú. Khỏi mặt là đã bị bứng đi rồi, bị nhổ rồi. Bao nhiêu chất dinh dưỡng nó đang nằm trong đấy rồi. Anh ơi, anh, đi em lấy nè. Cho anh ít lấm nữa này. Tuyệt vời. Ổ bi ăn này không con? Rồi, rồi. À, anh em mình vô cái đại đoàn kết nào. 1 2 3 Vô. Ui, nó ngọt. Có nghĩa là sao? Cái món này nó ngọt, nó ngọt ngọt thanh mà rất dễ luôn. Mùi thơm của thịt gà, xong rồi thơm của nấm này. Đấy, lại còn có cả chôm chôm nữa. Đây các bạn ạ. Các bạn chắc sẽ chưa bao giờ tin ăn quả chôm chôm luôn đúng không? Để tôi ăn luôn cho anh em xem nhá. Nóng lắm. Nóng quá. À. Hải Nhi ăn hết cơm đi, không mà không lớn là cô Cẩm Tiên không cho đi châu Âu đâu. Con không cần đi châu Âu nữa, con chỉ cần đi Thái Lan thôi. Con mà không ăn đi, con không đi Thái Lan được đâu. Ngồi đây ăn nhá. Ngồi đây ăn coi. Ăn thêm một ít nữa. Nào, nhẹ. Ủa, ngon đấy.
Đây, đây này, đây cũng cái đấm này chưa 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 bung ra đúng không? Ngon lắm. Bi với cả nổ thử cái này không, quả này không? Ăn được cả hạt luôn mà con, ninh rồi á. Hạt chôm chôm. Lạ lạ. Lạ mới phải thử chứ. Nó vừa giống hạt mít mà nó vừa giống hạt không. Wow, ngon. Nó bùi bùi. Dạ. Nóng không? Ăn hậu quả hả? Thèm. Mốt cũng vậy. Ngoài lau cay không có ăn á. Giống hột mít này. Ăn xong rồi đánh đánh cái gì Bi à? Bi là luôn luôn là lường trước hậu quả, có ảnh hưởng gì không? Mọi người thì vẫn đang thưởng thức các món ngon, mình thì đấy, quay cho anh em xem là quả mít này. Đấy. À, tắt phải là dưới đít lên à? Chơi từ đít lên. Chơi là chơi từ đít lên đấy, chịu rồi. Mất đâu mà đúng mất vô tiền thích tao vào. Ôi lại cái đầu như này nhìn đấy. Này cái này phải nhẹ nhàng anh ạ. Hấp tấp là còn là hỏng hình ngay đây. Đừng tuột nha nhá, cố lên. Dùn quá. À thành công rồi. Cố lên, giữ. Ôi. Rồi, bày ra đĩa. Này. Này. Ngon rồi. Có cái đĩa nữa nhỉ? Để bày ra cái đĩa. Đâu, cái của chị Phú có. Đây nè, chị cũng có muối. Đó. Chỗ nào nó u nần ra là nó có muối à. Ừ. Đã xong. Hôm nay nhặt mấy quả cái cây kia không có muối mấy nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà đặc biệt cho Long Khánh là chỉ có đi lụm mít thôi chứ không có đi mua. À thế à? Anh em đi lụm không đó? Cái mít này lụm không á? Cái mít này vừa lụm ở cái cây đây. Mình chứ có treo được đâu. Chính thì vô xin lụm ta cho. Nên người làm ta... nó rơi gốc quay ăn đâu. Đúng rồi. Người ta không ăn nhỉ? À đi vặt trên cây thì là sẽ phải mua. Hả? Còn lụm ở dưới đất thì cho luôn. À. Đây quả của em nó cũng muối nhóc đừng. À, cái này nó vào, quả này ít muối không? Quả chị nhiều muối đấy. Thôi. Hôm qua kia nhiều muối chưa? Cái đó cầm cả chùm ăn luôn ngon. Nó tương tự là thường thường ăn làm chùm. Ăn là cả chùm luôn. Thế nhở? Cắn luôn ngon. Vô. Quả đấy đã đấy. Xem vô em đây. Còn được quả nào không? Đây, được, này muối. Tùy từng quả các bạn. Quả muối nhiều, quả muối ít. À, bổ tiếp quả sầu riêng đi. Xem sầu riêng có gì không? Cái này là sầu riêng hộp của mình á, sầu riêng còn gọi là sầu riêng truyền thống á. Ô sao cái gai quả này to nhỉ? Ủa, cũng học to chưa? À, thì cái màu nó vàng mơ vậy thôi. Ừ. Chứ nó không có vàng khè như ri sáu. Ừ. Lấy cái đĩa em. Chờ lấy cái đĩa đây. Trong lưng ăn luôn anh. Ừ, bên này nó bị hư. Ừ. Vì sầu riêng cuối mùa là nó hay vậy lắm. Cuối mùa à chị? Ăn được cái muối này vàng. Bà Phú bà ấy tay bà ấy gọi là đau thương bất nhập và bấm một quả sầu riêng nó mới kinh. Một thường bất nhập. Không chấp thế. Gì quá. Nó cũng mềm rồi, chín rũ rồi. Đây. Nhưng mà phải nói là thơm. Ăn cái này thì mình phải ăn từ những quả nhạt trước. Ăn dần dần đến quả ngọt lẹm sau đúng không? Này đẹp này. Cái gai này. Trong này vẫn còn. Trong này vẫn còn muối. Nè, đưa đưa ra chị test này, em test. Đây nó cũng bị hơi sườn sườn xíp. Dạ, không sao. Sườn này giống hồi nay thì có gì đâu. Dạ vâng, có gì mình lại chiều tí mà cho hấp cơm. Đúng rồi, không có chị đem vô lò chị nướng. Nướng, đúng rồi. Sườn nướng, ngon lắm. Cháy nữa không? Rồi, thử cháy nữa đi chị. Cháy nào chín đấy.
À, nó cứ nứt ra rồi là nó chín hết à? Nứt hết rồi. Sợ. Lúc nào mà nó chưa chín mình có thể cúc vào là quả mỡ mỡ gà ấy chị nhỉ? Nó vàng mơ mơ vậy đó. Vàng mơ mơ, nghe kiểu mỡ gà thôi. Mà dân như tụi anh dân vườn, tụi anh ăn sầu riêng này không? Thế à? Là hàng chắc cú, không có xử lý. À, sầu riêng rụng. Chín nó rụng xuống là ăn thôi. À. Như nãy vô vườn mà cục nó rụng không đó. Ừ hứ. Sạch đấy. Đẹp thế. Đẹp thế nhỉ? Không. Mình thấy cái vỏ nó khác không? Cái vỏ nó khác từ đi sáu với Thái không? Ừ. Khác ạ. Chị để em làm nốt cái này ra. Thái thì ít chôm chôm đó chị. À. Thái chôm chôm à, Thái quả chôm chôm cho đẹp. Đấy các bạn ạ. Về miền Tây ngồi ở vườn như này. Thưởng thức hoa quả sạch. À xin lỗi, miền Đông. Miền Đông. Về miền Đông. Đấy. Xử lý được thưởng thức cái hoa quả sạch như này. Thỉnh thoảng có con ruồi nó bám vào thôi. Bởi vì vừa nãy lỡ pha lọ mắm tôm. Mấy con cún nhà chị ngoan nhỉ? Không cho vào nó không vào luôn. Đúng rồi, nó ngồi đó nó chờ vậy đó. Cún ở đây chỉ ăn trái cây thôi. Ăn đi à? Đó. Này, cho mày cái vỏ sầu riêng cho nó ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Đưa muối sầu riêng ăn làm liền hết chứ. Ăn đi à? Kiến, kiến. Cái quả này là có kiến thì anh xin phép nhá. Cái này nó chín quá cho nên nó có nước nhiều. Nước mưa nó không còn ngấm được không chị nhỉ? Không, thường thường cho em thấy là ba màu là ăn được hà. Cái này nó chín quá. Cảm ơn chị đã để dành cho vợ chồng em nhá. Cây này đáng lý là hôm qua là chị leo lên chị hái hết luôn rồi đó. May là có gọi điện, cuộc gọi điện của em Tuyên. Chị chưa lại liền. Biết sao, xã này chậm xuống hái. Không phải mà ông trời rất là thương luôn. Lúc đấy là chị báo em là dưới này đang mưa to lắm em ạ. Nếu mà không có trận mưa hôm qua chắc có khi là cũng thái bán rồi đấy. Sau khi thưởng thức bữa cơm gọi là dân dã miền Đông xong thì bây giờ là cùng nhau thưởng thức món hoa quả thơm ngon mà sáng ngày hôm nay là vừa mới cả nhà đi thu hoạch về. Đấy. Thôi, mời cả nhà xơi món măng cụt. Đấy. Rồi, múc cho bé bình cháy rồi. Nào, con đưa cho bác em mời anh. Mời cả nhà nhé, rô cái đi. Nào, 1, 2, 3, vô. Đấy, trái măng cụt là thơm ngon. Lần lượt từng người ăn đây nè, cảm nhận đây nè. Mọng nước đúng không? Ước gì da chị em mình cũng trắng như thế này. Ngon lắm. Măng cụt này, mà đặc biệt ở đây là có cả mít này, anh em thấy không? Mít tố nữ. Đó, mít tố nữ này là anh chị sáng nay là mấy anh em là đi lượm ở ngoài. Mời ở nhà nha. Miệng ở dưới đất. Cái da được mấy mối. Không, cầm vào ăn mới ngon. Đó, ăn vậy mới ngon đó. Nào, mi, mi đâu? Nào, mẹ nào. Ngon. Đây. Đấy. Nhà này hay. Nào, Hải Nhi đâu? Hải Nhi ăn mít này không? Không. À. Cháo miệng mình không thể ăn mít với cả sầu riêng được. Sao hả? Tại vì ăn sầu riêng nó sẽ bị dính dính trên răng. Đây là thố mùi. Này, để con anh chung chân đi. Nào, muối sầu riêng. Cái muối này nó không được vàng. Nhưng mà đây là bản, đây là sầu riêng kiểu bà con... sầu riêng hột hồi xưa. Hột ngày xưa. Ừ. Mà. Ta kêu là truyền thống á. Truyền thống. Truyền thống. À. Đây, mời cả nhà đi. Em mời cả nhà. Lâm Cấm xưa giờ nổi tiếng là cái sầu riêng này đó. Em mời chị. Nhưng mà cái quả này có vẻ hơi sượng sượng đúng không? Khoai lang, khoai lang. Khoai lang ăn với... Thôi cây nhà là vừa khoai lang, ăn theo kiểu khoai lang. À. Em mời anh. Thôi anh ăn chôm chôm. Anh ăn chôm chôm. Em ăn theo kiểu khoai lang à? Chôm chôm chín đỏ này. Đấy. Mọng nước. Thật ngon. Anh ơi, nhưng mà ngọt như đường luôn. Ngọt lắm. Mà chị Phú lại thích ăn sầu riêng vậy. Không thích ăn sầu riêng nha. Ngọt không bị nhão. Nó vẫn có cái độ giòn vậy nhờ. Chị thích vậy nè. Giống như mít.
Tuyệt vời. Ăn này dễ ăn hơn. Thôi cả nhà Dô đã đoàn kết phát đi. Đấy, bây giờ là cả gia đình sẽ nghỉ ngơi các bạn ạ. Chiều nay là còn đi rất nhiều cái vườn hoa quả khác như dưa lưới này, rồi dưa hấu này, dưa hấu các loại dưa. Nào cả nhà Dô nào, 1, 2, 3, Dô. Nếu mà các bạn chưa đăng ký cho kênh Long Khánh của em thì hãy đăng ký để kênh Long Khánh của em sớm đạt 1 triệu cái đăng ký nhá. Như bé Trâm là mới làm kênh cái gì em nhỉ? Dạ, Dép Mòn. Ok. Dép Mòn. Ừ. Ý là đôi chân mình hay đi à? Dạ, em là kênh hay đi đi nhiều nhưng đặt tên là Dép Mòn. Đặt tên Dép Mòn luôn. Ok. Kênh của em là chuyên đi tặng giày cho các bé ở trên những làng dân tộc. À. Tặng giày dép là nhiều và chơi trò chơi. Hay quá. Rất nhân văn. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì em đang cải thiện lại cái kênh. Em đang làm cái văn phòng thì em cho nên tạm ngưng kênh 2 tháng. Thế thì em phải ghi là Dép Giày Mòn. Rồi ok, Dép Mòn là được rồi. Ok, xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn hai vợ chồng nhà anh Phương Nhị Phú, cảm ơn bé Trâm, cảm ơn tất cả mọi người. Sau đây thì gia đình Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây. Nếu các bạn yêu quý thì hãy đăng ký, subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp của gia đình nhà mình nhé. Bye bye cả nhà. Bye bye. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.